Hiện giờ quý vị thấy trên các cái đài phát thanh, trên các trung tâm văn hóa, nào là binh chủng nhảy dù, binh chủng điều quân, binh chủng chỉ có một chiến, sư đoàn này sư đoàn nọ, không thấy một dấu hiệu của người địa phương quân. Quý vị có thấy không? Không thấy. Và chính tôi cũng không thấy. Tôi biết thân lắm cái gì đó. Cho nên ngày nay tôi lên đây, ở Nam Cali mà lên Bắc Cali rồi là lên đây á, tôi xin cảm phục ông hậu trưởng hậu địa phương quân và nghĩa quân đã gây lại cho tôi một cái sâu động, một cái tình cảm dạt dào mà tôi đã chôn chặt từ lâu. Bây giờ tôi cảm thấy thoải mái. Kính thưa quý vị, nói nhiều nói về thì hơi dở đó, cho nên tôi chỉ trình với quý vị bao nhiêu đó. Quý vị thấy không, các trung tâm đó, kể cả các trung tâm có xung điền ở đây, có hồ nào nói đến những quân nghĩa quân đâu, những có hoạt cảnh đó thì quân chiến chạy dù con súng chạy dùm tung, không thấy nghĩa quân và nghĩa quân nào hết, mà chính những người đó mới giữ nước giữ lòng đem sự an ninh cho tổ quốc. Xin quý vị, xin chúc tất cả quý vị ở đây cũng như gia đình quý vị mọi sự an lành, và xin quý vị duy trì. Nếu sang năm tôi là tấm lan, tôi còn mạnh, tôi vẫn đi được, thì tôi sẽ đến tham dự cùng quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Dạ cảm ơn Miên Trường. Cố gắng sống thêm 5 năm.